Hello cả nhà, cuối tuần hôm nay cũng phải cuối tuần mà đầu tuần nè cả nhà. Trời nóng quá đi biển mà giờ hấp boy chở ra ruộng luôn. Cho cả nhà mình xem nông thôn của Mỹ. Bạc ngàn. Mùa này là mùa của giống như là salad hay là cải bó xôi á. Và wow, không thấy đường chân trời luôn. Salinas gần nhà của em Linh Cali. Một bên là pha, một bên là biển. Xuất hiện những cây lá kim mà thấy gần biển rồi. Trời mà nắng quá nè, nó sẽ có một cái hiện tượng giống như là mà bị ảo vậy, bị mờ ảo không khí. Ngoài nóng lắm cả nhà ơi. Ở đây giống cái quân đội á baby. Tự nhiên thấy có hình quân lính. Ra biển là 1 tiếng đồng hồ, đi sang phăng cũng 1 tiếng, mà đi ra cái hướng sau này cũng khoảng 1 tiếng. Cứ trời nắng thì dắt nhau ra biển thôi cả nhà. Đây mấy cái eo nước biển nó vô nè, full hết luôn. Nè con, nước lợ. Nước cái khu vực nước lợ. Sương mù, sương mù, sương mù. Dạ. Sương mù quá trời luôn cả nhà. No parking anytime, không được đậu xe. Wow, 7 trái bơ mà 1 đồng quá rẻ, trong khi ở dưới San Jose Cindy mua 3 trái mà 5 đồng á cả nhà. Bắp 3 trái 1 đồng. Mỹ nè có cơn lắm. Có khi nó bán tống bán tán cả nhà, 10 trái bắp 1 đồng bạc mà có khi 1 trái 1 đồng. Turn on the headlight. Thì chứng tỏ khu này ban đêm sẽ không có đèn. Khu này sáng cũng bật đèn. Giữa biển với lại phố ở nó nóng quá, cái nước nó bốc lên nó làm giống như dạng sương mù. Đây là khu vực bán bắp quá rẻ luôn. Scuba là lặn phải không baby? Qua là lặng. Mình đang đi ngang một cái chợ farm bán trái cây rất là rẻ của vùng Salinas. Đây là cái khu vực của Atiso. Để vẽ cái bông Atiso lên trước luôn. Còn này là cherry nha. Dọc hai bên đường á, dân ta trồng được cái gì là ta đem ra ta bán cho đó. Cây nhà lá vườn. Cây nhà lá vườn, hệ thống tự tưới kìa. Ở đây đa số người mễ không cả nhà. Ta làm việc từ 6 tháng đến 9 tháng ta là đi về mễ. Castro View Salinas. Wow,
trời đất. Begin Freeway. Nãy giờ là mình chạy trong local cả nhà, bây giờ ra freeway nữa. Đây là tới quận hạt Marine Seaside. Biển nè nha cả nhà. San City này giống như Nha Trang. À, trước mặt là biển rồi. Một màu xanh xanh chấm thêm vàng vàng. Trên San Jose rất nóng, vì xuống đây là nguội rồi, mát lạnh rồi, ra biển rồi. Bên tay phải này là biển như là vực thẳm mà. The End Freeway. Kẹt xe rồi, ai cũng đi ra biển kẹt xe rồi.
trong đó có chúng ta. Tới Cà Mau Camel Badoxy Thanh Ốp 1/4 mau là sao? Có mìn rồi sao đường. Có chữ Thanh Ốp trong đó nữa. Thanh Ốp là nửa dặm đường tới Ocean Avenue là quay phải. Wow, nhà này bự ghê chưa? Lắm. Cái hàng rào nó quá dữ luôn. Cẩn thận người qua đường. Ocean Avenue quẹo phải. Khi mình vào thì người ta đi ra rất là nhiều, chứng tỏ nguyên buổi sáng người ta đang ở đây. Không thấy thăm các bạn có khỏe không? À, đi với nãy. Nhà đẹp quá. Đẹp ngắm, đẹp ngắm, đẹp ngắm, đẹp ngắm. Cái đó là nó cho thuê đấy. Yes. Hotel. Lạnh không? Ừ, lạnh đấy. Nó bị mát mẻ đấy. Nghe hả? Các bạn có khỏe không? Sương mù hơi bị nhiều nha bạn nhé. Đúng. Ngoài lạnh lắc. Lên đời xuống dốc y như là San Francisco. Lâu rồi không thấy đây, không biết ở đây có cất đi không, bị để lấy đi. Cất chắc. Cất chữ nữa. Wow, mấy cái bông tím xinh quá. Alright, alright, alright. Four stop sign. Four way stop sign. Ừ, mấy nhà xinh quá ở trong hẻm. Xe con ngựa. Chui đít xe trắc chi vậy bạn? Nào tự nó. Dân ở đây là dân lâu đời hoặc là dân có tiền. Đúng. Cái người ở đây lớn tuổi, già, Mỹ trắng già. Cứ thẳng tiến, thẳng tiến, thẳng tiến sẽ động biển. Đúng đó, đó. Trồng hoa làm dễ thương. Ba chị homestay đi. Nhiều lắm nha. Tụi nó làm homestay cũng nhiều lắm á. Airbnb á. Ừ. Thế như để mấy cái bạn nhỏ nhỏ. Đường này nhỏ nhỏ. Nhà xe bằng cạnh. Xin xỉu. Biển trước mặt thôi kìa. Xin xỉu như con trắng xóa luôn. Con đà điểm. Đẹp quá. À, sóng biển hơi lớn nha. Sóng biển hơi lớn nha bên nha.
Nhà ở comment này là toàn là kiến nó là biển. Không, mình phải handicap, sorry. Mình handicap là mình đã được đậu ở đó rồi. Không sao. Hôm nay gió lớn. Gió lớn nha, sóng lớn quá. Ồ, quá cây ở đây nó mới cưa. Sợ ngã nó cưa. Nay đầu tuần mà sao trời nó đông người đi vậy? Ở nhà bớt cho Cindy vậy chứ. Học sinh sinh viên nó nghỉ hè mà. Oh, still summer. Đúng rồi. Mấy nhà này nè, kiến không có ra biển. Kiến này là kiến cường lực chứ. American dream. American dream. American real dream. Yes. Real dream. Dream. Here. One, right? Đúng rồi, đây có một cái nhà phúc của ông gấu đấy. Mỗi lần đi với ông gấu là có chỗ đậu xe. Wow, mát quá cả nhà ơi. Trời ơi, ở sân xe nó nóng quá cả nhà. Cho nên xin đi nói với lại Hoppa đi biển đi. Ra đây thì sương mù một chút xíu nhưng mà rõ ràng là khác hẳn cái không khí ở trong San Jose. Và cả nhà cùng tận hưởng gió biển với Cindy nha. Biển tay sóng hơi lớn. Wow. Ha, có một em hải âu. Bãi lượn lờ, nhà ở đây đẹp lắm cả nhà ơi, coi kiến không nè. Baby lấy cho mom cái áo gió của mom ra luôn nha. Đó, mọi người thấy nhà đẹp không? Quá đẹp luôn. Ở đây kiếm mặt kinh hơi khó. Nhưng mà rồi cuối cùng cũng có. Thank you. À, người ta rước lướt sóng. Bận mấy bộ đồ da. Lướt sóng. Biển ở đây hoang sơ ha cả nhà. Cát trắng, mịn màng. Trời ơi, nó mát ơi là mát. Nó hơi bị sương mù chút thôi. Bài nói với Cindy là mua cho má mì cái nhà ở đây. Cindy nói mày dám mua tao dám mở lắm. Nhà đây tiền không đó nghe mọi người, mắc lắm. Đây nè, please clean up after giờ đó. Có sẵn cho mình mấy cái bao để mình dọn mấy em cái nhỏ. Không cho đem lửa nha mọi người. Phạt 500 đồng. Hồi xưa mom nhớ nó cho mà giờ nó không cho nữa. Bây giờ ai mang tới nó phạt 500 đồng. Và củi để chụm á. Wow, sương mù. Hồi xưa là không biết nó xuất quá. Dạ. Mấy cái nhà xinh quá.
mấy nhà này làm xin nhìn nhớ Vũng Tàu cả nhà. Lâu lâu thì mấy người ở tư bang khác họ muốn biết cái không khí biển Cà Mau, họ cũng qua đây họ mướn mấy cái nhà này. Mấy cái nhà này là đa số chủ nhà giàu mua cho mướn. Nhà đẹp quá cả nhà ơi, nhìn mê luôn á. Nhưng mà nói thiệt chứ ở cái tuổi của Cindy rồi cũng không ham nữa. Mấy nhà này là phải có người dọn dẹp liền lắm, chứ mà dọn cũng chết. Ok, Cindy gửi đến cả nhà những cái thước phim ngày nghỉ mẹ con của Cindy đi biển City by the Sea Cà Mau của miền cái này ở giữa rồi, ở giữa Nam Cali rồi, chạy một khúc nữa là tới dưới Nam Cali đó, này giữa đường. Và Cindy cũng hy vọng rằng những chút phim của Cindy cũng cho cả nhà thấy được ít nhiều cảnh đẹp của nước Mỹ. Và Cindy kính chúc cả nhà luôn yên lành hạnh phúc và luôn may mắn. Đi gặp lại cả nhà trong những video kỳ sau nha. Đây là toàn cảnh của biển Cà Mau nha cả nhà.